Xin chào quý khách hàng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì hiện tại mọi người bây giờ là cuối tháng 7 Tây và cũng là cuối tháng 6 ở phía dưới các bạn, thì chúng ta cũng chuẩn bị bước vào gọi là tháng Ngâu đó. Thì cứ còn vài ngày nữa thôi là bước vào tháng Ngâu rồi, dân gian chúng ta hay gọi là tháng cô hồn đó các bạn đó. Thì thường là vào cái tháng này thì khách hàng cũng ít khi là mua xe, nên là cái thời điểm mà cận những cái tháng cua hồn vậy này các bạn, thì khách hàng sẽ tham khảo xe và lựa chọn xe rất là nhiều. Thì hôm nay sẽ có một cái video Tuấn Anh tổng hợp giá xe nè, cũng như là một số khuyến mãi những cái mẫu xe mà Tuấn Anh đang có sẵn tại showroom để các bạn có thể đến xem xe và có thể lấy ngay về nhà. Thì hiện tại showroom Tuấn Anh đang quay cho các bạn xem là tại số 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra Tuấn Anh sẽ còn một chi nhánh nữa ở 369 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Hạnh, quận Tân Phú. Các bạn lưu ý giúp Tuấn Anh nha. Tuấn Anh thì làm việc ở quận 12, nhưng mà nếu mà các bạn đến Tân Phú xem xe, có gì các bạn cứ alo trước cho Tuấn Anh thông qua số Tuấn Anh để trên góc nhé, 0973060627. Tuấn Anh sẽ đi qua trực tiếp showroom để tư vấn cho các bạn. Thường thì khách hàng của Tuấn Anh là Tuấn Anh trực tiếp để tư vấn các bạn, đâu đó khoảng 95% luôn á. Chỉ còn một vài cái tình huống mà Tuấn Anh đi giao xe hoặc là Tuấn Anh bằng công việc gì đó Tuấn Anh không có gặp trực tiếp khách được thôi, chứ đa phần là Tuấn Anh sẽ trực tiếp giao xe. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng đi tìm hiểu giá xe ở thời điểm hiện tại cùng với Tuấn Anh ha. Rồi dẫn mọi người đi vào tìm hiểu giá xe ha. Rồi ở đây Tuấn Anh sẽ có xe đỏ Cherry nữa các bạn. Xe này Tuấn Anh đang đi sẵn một bộ viền đen dành cho khách hàng luôn, tại vì nhiều khách hàng mua xe đỏ Cherry mà muốn có một bộ viền đen dành cho nó thể thao á, thì Tuấn Anh đang đi sẵn bộ viền đen cho khách hàng. Nếu các bạn mua cái mẫu này á, là hiện tại Tuấn Anh đang tặng các bạn bộ viền đen nè. Thì mẫu này là phiên bản tiêu chuẩn, là có màu đỏ Cherry các bạn, màu xám xi măng, màu vàng và màu xanh. Giá hiện tại là 81 chưa phí biển số nha. Tuấn Anh báo giá các bạn là chưa bao gồm phí đăng ký biển số nha các bạn. Rồi phía dưới chúng ta sẽ có là Spring phiên bản thể thao này các bạn. Đó, thể thao nè, màu đen, màu trắng, màu cam, màu xám, màu xám bên kia hay các bạn. Đây đây, Tuấn Anh quay cho các bạn luôn. Và màu xanh quân đội. Mẫu này nếu 125 sẽ là 83.300.000 nha. Và 150 sẽ là 97.800.000. Đây, mẫu này là sử dụng đồng hồ kim nha các bạn. Đó, đồng hồ kim và đồng hồ điện tử analog ở phía dưới để báo một số cái hồng số ha, xăng rồi một số giờ gì đó. Đó, đây là phiên bản thể thao. Đó, ở đây thì thiếu màu xanh quân đội các bạn, xanh quân đội nó còn đang nằm dưới kho, tại vì hôm nay Tuấn Anh trực các bạn có mình nên là cũng lười đẩy lên quá. Đó, đây màu xám nha các bạn, màu trắng, màu đen nhám cực kỳ hot luôn ha. Hiện tại nếu mà các bạn mua xe mà muốn phối chi tiết gì đó thì cứ nhắn tin cho Tuấn Anh ha. Hiện tại những cái voucher sơn Tuấn Anh vẫn đang còn rất nhiều cho khách hàng. Rồi đây thì Tuấn Anh sẽ có mẫu Vespa Spring nhưng mà đồng hồ TFT nha các bạn. Đây TFT, con này là phiên bản 150 này các bạn. Đó, TFT 150. Mẫu này á thì nó có hai màu nha. Đây là màu nâu nè các bạn, màu nâu đồng, còn bên đây là màu đen nhám. Đây, đen nhám thì các bạn thích phối full đen thì Tuấn Anh vẫn có những ưu đãi dành cho khách hàng phối full đen. Nâu đồng thì các bạn muốn đi viền chrome hay sao đó, hay là sơn mâm hay gì đó, Tuấn Anh vẫn có ưu đãi dành riêng cho các bạn. Và con này là 125. 125 giá là 96.900.000 chưa phí biển số, còn 150 là 110.000.000 chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số nha các bạn. Đó, rồi tiếp theo trên bục Tuấn Anh sẽ có con Rim Avera phiên bản Mickey Mouse ha. Mẫu này á các bạn, thật ra là nó là một phiên bản giới hạn, nhưng mà đem về Việt Nam thì nó khó, nó hơi kén khách hàng nha các bạn, và số lượng xe bán ra nó cũng hơi ít, nên là nếu các bạn nào yêu thích cái mẫu Mickey Mouse này cứ nhắn tin trực tiếp cho Tuấn Anh nha. Tuấn Anh luôn có ưu đãi dành cho khách hàng mua những cái dòng xe này đó. Nếu mà ai đam mê cái dòng Rim Avera, đặc biệt muốn sở hữu một cái con phiên bản giới hạn, thì có thể nghĩ tới Mickey Mouse ha. 86.800.000 chưa bao gồm phí đăng ký biển số cho mẫu này nha. Đó, Tuấn Anh đang gắn sẵn bộ khung bảo vệ và cái kính chắn gió ha các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo trên kia thì Tuấn Anh sẽ có con GTS 300 Super Test. Rồi con này thì hiện tại ưu đãi rất là nhiều đó, con này mẫu cũ rồi các bạn, nó là ưu đãi rất nhiều, nên là các bạn nào quan tâm mẫu này thì cứ inbox cho Tuấn Anh. Mẫu này là 155.400.000, còn mẫu mới sẽ là 158.600.000 hay các bạn, còn GTV là 159.800.000 đó. GTV hôm bữa Tuấn Anh có nhưng mà Tuấn Anh giao hết rồi các bạn, đa phần xe đó khách đặt Tuấn Anh hết à. Đây là Tuấn Anh sẽ có con GTS 150 phiên bản Sport nè, con này màu trắng nha. Màu trắng hiện tại Tuấn Anh đang có sẵn xe tại showroom luôn. Nếu anh em nào đang quan tâm về con GTS phiên bản Sport màu trắng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Tuấn Anh, sẽ có ưu đãi dành cho khách hàng nha. Đây, mẫu này là
đèn full led này nọ, các bạn sử dụng ski led mới luôn ha, dash là dash 2024 nha. Đó, mẫu này là 137 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. 4 màu ha, ngoài trắng ra thì nó sẽ còn có màu cam nè, màu trắng nè, màu xanh, màu đen với là màu vàng xanh hết các bạn. Đó, còn con phiên bản Lexus hôm bữa Tuấn Anh có một hai con màu be nhưng mà giao cho khách hết rồi, thì Lexus là 126 triệu 500, có hai màu là màu be với màu đen bóng. Đó, đây GTS phiên bản thể thao nha. Ai có quan tâm màu trắng, anh nào đang dự định mua màu trắng, em đang có một con màu trắng, giá lúc nào cũng sẽ có ưu đãi dành cho anh em xem YouTube của Tuấn Anh nha. Đó, ok ha. Rồi bên đây em sẽ có con Piaggio Medley hiện đây em có màu trắng nè. Màu trắng này là màu trắng phiên bản 125, giá là 80 triệu chưa phí biển số nha. Đây xe đã bán nè, xe này em nhận cọc rồi nè. Đó, xe này bên em nhận cọc rồi, không biết là của bạn nào nữa, để đây. Đó, xe đã bán nha. Đây, cốp rất là to dành cho Medley nè. Rồi, cốp rất là to. Rồi, còn ở đây em có một con Medley 125 nữa, con này là dòng bỏ mẫu nha. Màu này là hiện tại nhà máy ngưng sản xuất rồi. Nếu mà ai mà đang tìm màu nâu đồng á, là bên em còn một con 125 giá 80, còn 150 á thì nó sẽ là giá là 96 triệu 800 ha, con 150. Rồi nó thì sẽ có nâu đồng thì nó bỏ mẫu rồi ha, nó có trắng nè, đen nhám, màu xám xi măng, xám xi măng mới có lại và màu đỏ. Rồi, đỏ bên em còn một con Dash 2022 125 phân khối, màu đỏ giống ngoài kia á. Con đó hiện tại em đang có chương trình ưu đãi, nếu mà anh chị nào mình đang có quan tâm con Medley đời 2022 nhưng mà nó chỉ là khác cái năm sản xuất thôi, ngoài ra những công nghệ này nọ, động cơ nè, động cơ AGS 125-150, AGS 4 van cực kỳ mạnh, thắng đĩa ABS trước sau, con đó đều có đủ, con đó nên có giá tốt cho mọi người. Nếu mọi người quan tâm về mẫu Piaggio Medley thì em đang có một con màu đỏ đời 2022 nha, đang có giá tốt. Rồi, và lưu ý với Tuấn Anh, nếu không thích màu đỏ có thể đổi là hành màu khác, bên em có nhận sơn vàng áo luôn đó. Rồi, còn tiếp theo là Piaggio Liberty. Liberty thì khỏi nói rồi, tháng này Liberty là một trong những mẫu mà hot của Piaggio luôn, giảm tới 7.7 triệu, mà giá niêm yết là 57.7 triệu, nhưng mà giá hiện tại chỉ có 50 triệu thôi, trong tháng 7 này, trong tháng 7 tây nha, chỉ có 50 triệu thôi. Và em đang có màu đen nè, màu xanh, và có màu trắng và màu xám xi măng và màu vàng nữa nha. Đó, anh chị nào quan tâm thì em sẽ đang có những cái mẫu đó. Đây, màu xanh này thì xanh màu mới nha. Đó, nếu mà ai quan tâm màu xanh này thì em đang có sẵn con này, con màu mới. Rồi, một số dòng thì em sẽ có con Prima phiên bản S đó là 80 chưa phí biển số, còn những cái mẫu khác nữa ha. Đó, nếu mà anh chị nào đang quan tâm mẫu xe Vespa, xe Piaggio, hiện tại em hầu như là đang có đầy đủ phiên bản màu sắc. Còn nếu mà em không có sẵn xe thì anh chị khách hàng có thể đặt xe, em sẽ đặt nhà máy order về. Tại vì nhiều khi cuối tháng á, cái lượng xe em lấy trong tháng nó cũng nhiều rồi, và bên em bán á, bán đi, nên là showroom nó cũng có một số mẫu nó sẽ có sẵn, có một số mẫu nó không có sẵn. Nếu mà anh chị quan tâm thì mình có thể đặt, em sẽ đặt trực tiếp nhà máy sản xuất về cho anh chị đô xe mới luôn ha. Đó, đây là những cái mẫu xe nè. Vừa rồi á, các bạn Tuấn Anh đã dẫn các bạn đi một vòng showroom của Tuấn Anh, giới thiệu những cái mẫu xe hiện tại Tuấn Anh đang có để dành cho những khách hàng mình đang có lựa chọn mua xe trước tháng nhau. Đó, thì về khuyến mãi hiện tại các bạn mua xe vẫn có những cái khuyến mãi riêng dành cho những khách hàng sử dụng xe Vespa và Piaggio. Đầu tiên có thể nói đến là chương trình trả góp 0% lãi suất. Các bạn đưa trước giúp Tuấn Anh khoảng tầm từ 50% giá trị xe trở lên thôi là các bạn đã có thể góp 0% lãi suất rồi. Ví dụ mẫu này là mẫu TFT 150 này các bạn, giá là 110 triệu. Đưa trước giúp Tuấn Anh 55 triệu cộng phí đăng ký biển số, còn lại 55 triệu các bạn góp 0% lãi trong vòng 12 tháng. Chia 12 ra giúp Tuấn Anh ha, là mỗi tháng các bạn sẽ góp khoảng 4 triệu mấy đó. Rất là lợi luôn, và chương trình này hiện tại vẫn còn đang được hỗ trợ trong tháng 7 này các bạn, và Tuấn Anh nghỉ tháng 8 nó vẫn còn chương trình hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Nên nếu các bạn đang quan tâm về trả góp thì có thể tham khảo ở đây. Ngoài ra thì quà tặng vẫn đầy đủ cho các bạn, thảm lót sàn, nón bảo hiểm, áo mưa, những cái voucher sơn, cũng như là những cái voucher bảo dưỡng, cũng như là voucher tiền mặt. Thì các bạn muốn biết chi tiết về cái những cái voucher đó, các bạn muốn như thế nào đó thì cứ alo trực tiếp với Tuấn Anh. Tuấn Anh thì được cái là rất là thoáng trong những cái việc mà trao đổi giá cũng như là trao đổi quà tặng với khách hàng các bạn. Chỉ cần các bạn muốn như thế nào, các bạn chỉ cần nói với Tuấn Anh. Nếu Tuấn Anh
cảm thấy Tuấn Anh đáp ứng được, hỗ trợ được cho các bạn là Tuấn Anh sẽ hỗ trợ các bạn hết mình đó. Nếu mà những khách hàng nào xem YouTube của Tuấn Anh lựa chọn mua xe chỗ Tuấn Anh là các bạn cũng đã biết ha, hầu như là Tuấn Anh sẽ có rất nhiều ưu đãi riêng cho khách hàng của mình khi xem YouTube đó. Rồi thì các bạn muốn mua xe thì cứ alo trực tiếp với Tuấn Anh 0973060627. Nếu các bạn thấy video này hay, có thể để lại một like video, một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh của Tuấn Anh ha. Và đừng quên, Tuấn Anh có ship tỉnh đó nha các bạn, những cái tỉnh khu vực miền Tây xung quanh Sài Gòn, Tuấn Anh có hỗ trợ ship cho các bạn luôn. Các bạn cứ inbox trực tiếp cho Tuấn Anh, sẽ có những cái ưu đãi dành cho khách hàng trên kênh YouTube của Tuấn Anh Vespa ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.